Otomo. Hi there, my name is Otomo Bear. I'm the storyteller of Otomo Vietnamese channel. Today is our reading activity. I would like to tell you a story named Tomo the Curious Fox. Do you want to listen? Okay, let's get started! Yay! Once upon a time, there was a curious fox named Tomo. Tomo loved exploring and asking questions about everything he saw. One sunny day, Tomo became curious about how honey was made. As she ran through the garden the next day, she stumbled upon her bee friend Buzz. Tomo eagerly asked Buzz about the fascinating process of honey making. Buzz explains how bees collect nectar from flowers using their long tongues. Listening attentively, Tomo felt excited to learn more about the world around her. From that day on, Tomo's curiosity grew and she continued to explore, always eager to discover new wonders. The end. Reflection time. Let's explore and ask questions about everything around you, okay? And let's go outside to play instead of playing at home, such as park, forest to explore the world, okay? Thank you guys for listening my story today. I hope you enjoy it. Okay, have a nice day. Bye bye. Phiên bản tiếng Việt. Những câu chuyện ươm mầm nhân cách của trẻ. Chuyện kể chú cáo tò mò Tomo của kênh Otomo Vietnamese qua giọng đọc của cô gấu Otomo xin được bắt đầu. Ngày xưa, ở trong một khu rừng nhỏ, có một bạn cáo xinh xắn đáng yêu tên là Tomo. Tomo yêu thích khám phá và luôn luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình. Bạn ấy luôn thắc mắc tại sao, tại sao. Một hôm trời nắng đẹp, Tomo cảm thấy rất tò mò và muốn biết làm thế nào mà mật ong lại được tạo ra. Ngày hôm sau, khi đang dạo chơi trong vườn, Tomo đã tình cờ gặp Boos, người bạn ong nhỏ bé của mình. Tomo đã rất háo hức hỏi Boos về quy trình tạo ra mật ong đầy thú vị. Boos đã giải thích cho Tomo nghe về cách các chú ong lấy mật hoa bằng những chiếc lưỡi dài của chúng. Tomo lắng nghe một cách chăm chú và bạn ấy vô cùng hào hứng khi được học hỏi, khám phá thế giới xung quanh mình. Kể từ ngày đó, tính tò mò của Tomo ngày càng được vun đắp và nó lớn dần lên, khiến bạn ấy càng ngày càng mê tìm hiểu, khám phá hơn nữa những điều thú vị xung quanh mình. Các bé có thấy bạn cáo nhỏ Tomo đáng yêu không nào? Câu chuyện hôm nay cô kể đến đây là kết thúc rồi đấy các bé ạ. Chúng ta đã rút ra được bài học trong câu chuyện trên, đó là các bé hãy luôn khám phá, tìm tòi thế giới xung quanh chúng ta, bởi vì nhiều điều thú vị đang chờ các bé lắm đấy. Chúng ta hãy đi tới những nơi nhiều ánh nắng mặt trời, như là công viên hay là khu rừng, bởi ở đó có những bài học mà trong sách vở không thể nào có được đâu các bé ạ. Hãy đến đó các bé nhé. Và câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé trong những video tới, những câu chuyện tới nhé. Bye bye các bé.